chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ Sáu ngày 5 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự ngày hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và quyết định chỉ định tham gia vào Đảng đoàn, giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên và huyện Văn Lâm. Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Triển khai lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy bằng hình thức điện tử. Xã Lương Tài khi người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng để triển khai dự án giao thông. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hội nghị đã công bố các quyết định số 799 ngày 4 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2023 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Quyết định số 798 ngày 4 tháng 5 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Lê Quang Toản, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia Đảng đoàn, giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản chúc mừng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh đã được kiện toàn cán bộ lãnh đạo, đồng thời chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết và Lê Quang Toản được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách quan trọng này. Đồng thời yêu cầu trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ kinh nghiệm công tác, tích cực học hỏi, nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, gương mẫu cùng tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh đoàn kết, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, chiều nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn Thị Thanh Mai, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã tiếp xúc cử tri huyện Văn Lâm. Cùng dự có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri huyện Văn Lâm kiến nghị bổ sung cơ chế bắt buộc trong xây dựng công trình phòng thủ dân sự, bất cập về độ tuổi nghỉ hưu theo luật Công an Nhân dân, đề nghị kéo dài hạn tuổi phục vụ trong các trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Bổ sung các quy định về cấp hộ chiếu điện tử online cho công dân, cấp thị thực điện tử online cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, tăng cường quản lý cư trú đối với người nước ngoài tại Việt Nam, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thi hành luật căn cước công dân năm 2014 để tạo đột phá về chuyển đổi số. Cử tri đề nghị tỉnh tháo gỡ những vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án, nhất là về giá đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng giữa các dự án có sự chênh lệch, bổ sung các quy định, giải pháp quản lý kỹ thuật để giảm thiểu tác động sụt lún đất, xâm nhập mặn trong hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đào Hồng Vận tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung cử tri phản ánh. Các ý kiến kiến nghị sẽ được đoàn tổng hợp báo cáo tại kỳ họp Quốc hội và chuyển các cơ quan chức năng để trả lời và giải quyết theo thẩm quyền. Tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên có các đồng chí đại biểu Quốc hội Phạm Đình Toản, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Vũ Hồng Luyến, Bí thư tỉnh đoàn. Cùng dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Lê Huy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Sau khi nghe đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày dự kiến nội dung kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 và kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri những kỳ tiếp xúc trước, cử tri xã Hoàng Hanh kiến nghị dự án thu hồi 10 ha đất công điền do Ủy ban Nhân dân xã quản lý để thực hiện dự án nuôi bò công nghệ cao, nhưng đến nay đã bỏ hoang gần 10 năm, chưa triển khai khiến nhân dân rất bức xúc. Ngoài ra trên địa bàn xã có công ty HDQ đang thực hiện việc khai thác cát lòng sông Hồng gây sạt lở trên 23.000 m2 đất sản xuất của tập thể và nhân dân xuống sông. Đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên. Cử tri xã Hùng Cường đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo công tác bàn giao lưới điện hạ áp về ngành điện quản lý, đảm bảo chất lượng điện cung cấp cho người dân, thay vì để hợp tác xã Hùng Cường quản lý như hiện nay. Cử tri xã Liên Phương đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí làm lại sổ đỏ cho các hộ dân sau khi các hộ hiến một phần diện tích đất để hoàn thiện mở rộng đường nông thôn mới. Giá đất thu hồi phục vụ các dự án có sự chênh lệch nhiều với giá thị trường.
Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy giải đáp một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên quản lý. Đồng chí Phạm Đình Toàn, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã tiếp thu những kiến nghị của cử tri, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Các ý kiến của cử tri sẽ được đoàn tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp Quốc hội tới và chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Sáng nay, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã dự buổi sinh hoạt tại chi bộ xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Phù Cử. Chi bộ xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Phù Cử có 29 đảng viên. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh đánh giá cao sự tích cực của các đảng viên tham gia đóng góp xây dựng nghị quyết chi bộ, thảo luận đề ra những nhiệm vụ chi bộ cần quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị chi bộ đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể lãnh đạo, thực hiện tốt nguyên tắc phê bình, tự phê bình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, chú trọng công tác phát triển đảng viên, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội là chính sách quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được hưởng quyền lợi khi đau ốm, thai sản, hưu trí. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng một số đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, kéo dài, gây ảnh hưởng tới người lao động. Là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn May Tường Vượng có địa chỉ tại xã Sai Phạm, huyện Yên Mỹ, từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 10 năm 2020, công ty dừng hoạt động. Chị Lê Thị Hồng cùng gần 100 công nhân bị cắt hợp đồng lao động. Điều đáng nói, trong hơn 2 năm làm việc, chị Hồng chỉ được công ty trả một tờ rời xác nhận đóng bảo hiểm xã hội tháng 11 và tháng 12 năm 2018. Còn từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020, công ty nợ bảo hiểm xã hội. Từ tháng 1 năm 2019 và đến tầm tháng 10 năm 2020 là chúng tôi vẫn bị thu tiền đóng bảo hiểm, nhưng công ty Tường Vượng lại không đóng cho chúng tôi. Khi công ty không hoạt động nữa, tôi được chấm dứt hợp đồng thì chúng tôi lại không được giải quyết cái vấn đề về chốt bảo hiểm này. Các chế độ thai sản ấy cũng không được hưởng. Rút bảo hiểm thất nghiệp làm rất là khó khăn. Bây giờ công ty thì giám đốc thì không hoạt động nữa. Gọi bên bảo hiểm thì bên bảo hiểm bảo công ty vẫn nợ, nhưng chúng tôi chả biết là bây giờ hỏi ai. Tương tự vậy, hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Hằng và anh Nguyễn Hồng Phúc ở xã Đông Tảo, huyện Khoai Châu đã nghỉ việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phúc Hưng Yên, huyện Ân Thi từ tháng 10 năm 2020, chuyển sang công ty khác làm việc nhưng gặp nhiều vướng mắc trong việc xác nhận sổ bảo hiểm xã hội. Tại thời điểm nghỉ việc, do công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phúc đóng thiếu bảo hiểm xã hội của cả hai vợ chồng chị mỗi người 9 tháng. Trường Phúc lao động bảo hiểm ấy không thông báo cho người lao động, mà đến khi mà bọn em nghỉ việc đấy thì bọn em mới biết rằng là họ nợ bảo hiểm, họ không chốt tờ cho bọn em. Phòng tổ chức cũng cứ hứa hẹn tháng nọ tháng kia ấy, thế là đến giờ hơn 2 năm rồi mà bọn em vẫn chưa nhận được. Đấy là một nguồn tài sản lớn của vợ chồng em. Thế nhưng hiện tại đến giờ phút này mà em cũng muốn rút một lần để trang trải công nợ cũng không thể rút được. Hàng trăm công nhân đang bị ảnh hưởng như bọn em ấy. Bọn em cũng chỉ là những người công nhân đi làm công ty mà tin tưởng vào doanh nghiệp. Thế nhưng mà doanh nghiệp mà làm ăn như vậy, thật ra là bọn em không thể nào đặt niềm tin vào cái doanh nghiệp như thế được nữa. Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, công ty, doanh nghiệp hay nói cách khác, người sử dụng lao động có nghĩa vụ kê khai và đóng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội là 32% lương tháng, trong đó công ty đóng 21,5%. Người lao động đóng 10,5%. Khi chấm dứt hợp đồng lao động, công ty có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, một số doanh nghiệp đã không hoàn tất các thủ tục kết thúc hợp đồng lao động, không chốt sổ, trả tờ rơi xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, khiến hàng trăm công nhân lao động điêu đứng. Chốt được một năm, còn đâu một năm thì công ty vẫn nợ bọn em. Thì là bọn em đến công ty khác thì bọn em cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều khi bọn em muốn lấy cái bảo hiểm thất nghiệp nhưng mà rất là khó. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên, đến hết tháng 3 năm 2023, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang nợ đọng trên 280 tỷ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, tăng trên 70 tỷ đồng so với tháng 12 năm 2022, đã làm ảnh hưởng tới hàng chục ngàn người lao động. Trong đó chỉ tính riêng số nợ bảo hiểm xã hội là trên 210 tỷ đồng. Hiện nay tình trạng nợ bảo hiểm xã hội diễn ra ở doanh nghiệp với muôn hình vạn trạng khác nhau. Thực trạng này không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động
mà còn gây khó khăn cho cơ quan bảo hiểm xã hội, các cơ quan quản lý lao động. Việc xử lý doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội chưa có giải pháp xử lý triệt để. Trong chương trình thời sự tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về vấn đề này. Còn bây giờ chương trình xin được chuyển sang những thông tin khác. Sau 2 năm thực hiện thí điểm tại một số địa phương, từ ngày 20 tháng 3 năm 2023, Tổng cục Thuế chính thức triển khai nộp lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy, điện tử trên toàn quốc. Trên cơ sở đó, Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên, Kim Động đã nhanh chóng tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến nộp thuế. Qua hơn 1 tháng triển khai, Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên, Kim Động đã tiếp nhận hơn chục bộ hồ sơ kê khai và nộp lệ phí trước bạ xe máy ô tô qua phương thức điện tử, chủ yếu từ các đại lý kinh doanh ô tô xe máy trên địa bàn. Bước đầu triển khai, người nộp thuế còn khá bỡ ngỡ với thông tin thao tác khai nộp lệ phí trước bạ điện tử. Vì vậy, Chi cục Thuế đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn quy trình khai nộp lệ phí trước bạ điện tử cho người dân khi đến giao dịch và các đơn vị kinh doanh ô tô xe máy. Chỉ cần có điện thoại hoặc máy tính có kết nối mạng, mã số thuế và tài khoản ngân hàng, người nộp thuế có thể lên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để kê khai, chuyển tiền nộp thuế trước bạ tại nhà, kể cả trong ngày nghỉ. Với phương thức này, người dân doanh nghiệp giảm thời gian chi phí đi lại, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, ngăn ngừa những thủ tục phát sinh không cần thiết. Qua dịch vụ nộp thuế điện tử như thế này rất là thuận tiện cho bọn tôi là làm việc cả ngày thứ bảy chủ nhật. Bọn tôi có thể ngồi tại công ty, ngồi tại máy và bọn tôi làm được việc luôn. Chỉ cần kê khai thuế trên mạng và nộp thuế điện tử qua app chuyển tiền xong là nó sẽ thông sang bên kia và được giảm rất nhiều thời gian cho bọn tôi. Ngày xưa nếu mà đi làm một bộ thuế cho khách hàng từ kê khai đến đi nộp tiền nhanh nhất cũng phải tầm 30 phút đến 40 phút. Nhưng mà đối với bây giờ như nộp thuế điện tử này thì ngồi tại nhà cả thứ bảy nhật của tôi làm cũng có thể chỉ mất tầm 5 phút đã xong một bộ. Trên địa bàn xã Lương Tài, huyện Văn Lâm hiện đang triển khai hai dự án thu hồi đất phục vụ phát triển giao thông. Đó là dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh DT385 và dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh DT387. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân rất ủng hộ dự án. Vì thế mà công tác giải phóng mặt bằng ở nơi đây diễn ra khá thuận lợi. Ông Nguyễn Văn Bầu, người từng sống bám trục đường tỉnh 385 gần 30 năm, rất phấn khởi khi được chính quyền xã Lương Tài thông tin tỉnh sẽ nâng cấp mở rộng tuyến đường trên. Dù chưa nhận tiền đền bù, nhưng ông đã sẵn sàng dọn mặt bằng 34 mét dài bám mặt đường phục vụ dự án. Gia đình tôi là cũng đã tự nguyện là đã hạ 2 cây sả cừ lớn và nhất trí để cho chôn cột điện để làm sao đảm bảo cho cái tiến độ đấy giải phóng mặt bằng thuận lợi nhất đấy và để đồng thuận để cho cái tiến độ làm đường và nhân dân đây cũng là đồng thuận lớn. Theo số liệu tổng hợp của Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài, dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường tỉnh 385 qua địa bàn xã có chiều dài gần 3 km. Đến thời điểm này, xã đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được 2 km, hiện còn 83 trên 85 hộ dân có tổng diện tích gần 4.600 m2 liên quan đến giải phóng mặt bằng đang được địa phương tích cực triển khai các bước giải phóng mặt bằng theo trình tự quy định của pháp luật. Qua quá trình kiểm đếm thì nhân dân đều đồng tình ủng hộ và nhất trí với cái phương án kiểm đếm. Và hiện nay chúng tôi đã gửi biên bản xét duyệt nguồn gốc đất về ban quản lý dự án của huyện là đơn vị giải phóng mặt bằng để xác định phương án công khai bồi thường để công khai trước nhân dân. Chúng tôi cũng cố gắng là tầm khoảng tháng 5 thì sẽ xong cái việc này công khai phương án. Song song với tích cực triển khai nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp đường tỉnh 385 thì Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài đã sớm thông báo tới 6 hộ dân có công trình tài sản trên đất công thuộc hành lang đường tỉnh 387 chủ động tháo dỡ di rời. Đến nay các hộ đều sẵn sàng bàn giao mặt bằng khi đơn vị thi công đến. Thế chúng tôi cũng nhận thức được đây là một công trình mà có lợi ích cho nhân dân. Thế mình thấy rằng cái này là mình cần phải ủng hộ và nếu khi cần phải giải tỏa thì chúng tôi xin chấp hành hoàn toàn. Có thể thấy người dân Lương Tài nhận thức rất tốt về lợi ích dự án nâng cấp mở rộng các tuyến đường đang triển khai sẽ đem lại cho cuộc sống của họ. Do vậy công tác giải phóng mặt bằng của địa phương đang diễn ra khá thuận lợi, tạo tiền đề để các dự án sớm hoàn thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Còn khoảng 2 tuần nữa sẽ chính thức vào vụ thu hoạch vải lai chín sớm.
Thời điểm này, người nông dân trên địa bàn huyện Phù Cử đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để cho ra quả vải mã đẹp và ngọt nước. Hiện nay, toàn huyện Phù Cử có trên 750 ha diện tích đất trồng vải la chín sớm, chủ yếu ở các xã Minh Tiến với trên 350 ha, xã Tam Đa với khoảng 250 ha, xã Tiên Tiến với gần 50 ha. Ước tính sản lượng vải đất này đạt khoảng từ 8.000 đến 10.000 tấn, với giá bán dao động từ 20.000 đến 35.000 đồng 1 kg. Điều kiện về thổ nhưỡng, khí hậu đã giúp cây vải la chín sớm trồng tại huyện Phù Cử có những ưu thế vượt trội, thời điểm thu hoạch sớm hơn so với vải thiều chính vụ từ 2 đến 3 tuần. Quả mẫu mã sáng, đẹp, vị ngọt thanh. Chăm ngon thế nào thì cũng đến được quả mã đẹp. Quả to mã đẹp thì ăn được, phối hợp vừa gốc vừa ngọn. Gốc để cho tưới tắm thế nào, ở trên ngọn cũng phun vi lượng thế nào phù. Khoảng giữa tháng 5 này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phù Cử tổ chức xúc tiến thương mại sản phẩm quả vải, giúp bà con mở rộng thị trường, tiêu thụ quả vải được thuận tiện hơn. Tận dụng nguồn phân bón hữu cơ có sẵn từ trang trại của gia đình cùng kinh nghiệm trồng cây ăn quả nhiều năm, ông Dương Văn Dũng ở thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động đã thành công trong xử lý, thâm canh cùng áp dụng kỹ thuật để nhãn ra hoa, đậu quả sớm. Hiện nay vườn nhãn của gia đình ông đã bắt đầu cho thu hoạch với sản lượng ước đạt trên 1 tấn quả. Năm nay là năm thứ 3, vườn nhãn với hơn 50 cây giống T6 của gia đình cho thu hoạch quả sớm. Theo ông Dũng, để nhãn ra hoa đậu quả sớm cần kỹ thuật chăm sóc cụ thể cho từng giai đoạn. Bắt đầu tỉa cây từ tháng 5 dương lịch, bón phân lót và tác động cơ học để thay đổi sinh lý và quá trình chuyển hóa của cây. Quá trình nhãn ra lọc phải trải qua 2 lần lọc để nhãn cho quả to, cây khỏe. Ngoài ra tận dụng hơn 6 mẫu vườn ao chuồng của gia đình, ông tiến hành làm phân bón hữu cơ cho nhãn bằng phân chuồng, ủ đạm cá đậu tương để nâng cao chất lượng quả, đảm bảo vị ngọt thơm đặc trưng. Nhờ vậy, dù còn hơn 3 tháng nữa mới đến chính vụ, song đến nay, vườn nhãn của gia đình đã bắt đầu mở vườn cho thu hoạch. Dự kiến sản lượng đạt hơn 1 tấn quả, toàn bộ đã được khách hàng đặt mua với giá bán cao gấp 3 đến 4 lần nhãn chính vụ, đạt từ 50 đến 70.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, tỉnh Hưng Yên là địa phương có số lượng di tích cấp quốc gia đứng thứ 3 cả nước với 175 di tích, cùng với hàng trăm di tích xếp hạng cấp tỉnh. Đây là những di sản văn hóa quý báu cần được lưu giữ cho các thế hệ sau. Tuy nhiên hiện nay có một thực tế đang tồn tại tại nhiều di tích, đó là chưa đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao. Ngày 11 tháng 4, tại di tích cấp quốc gia Đền Hàm Tử, xã Hàm Tử, huyện Quế Châu, xảy ra cháy ở phần nóc đền. Rất may, do vào ban ngày nên thủ từ đền phát hiện và nhanh chóng hô hoán người dân đến chữa cháy. Công tác chữa cháy kịp thời đã ngăn đám cháy lan rộng và dập tắt sau đó. Song một phần gian đại bái và trung từ của ngôi đền đã bị thiêu rụi. Khi nó cháy bùng, nó khói lên thì cụ từ mới biết được, thì mới bà hô hoán thì dân chúng tôi mới ra mới báo động. Tôi đã huy động tất cả lực lượng, gồm có là máy rửa xe các thứ, là chúng tôi xuống là ứng cứu kịp thời. Sau hơn một tiếng thì đã cơ bản dập được cái đám cháy này. Nguyên nhân cháy là nó do chập điện. Nguyên nhân chập điện dẫn đến cháy là do ổ điện trong đền Hàm Tử lắp đã lâu, không được kiểm tra thường xuyên, dây điện chằng chịt trên các thanh xà gỗ, cộng với kết cấu gỗ đã xuống cấp nên dễ bén lửa. Đây là thực trạng chung về mất an toàn phòng cháy tại nhiều di tích hiện nay. Ngoài hệ thống điện bố trí chưa khoa học, không đi trong ống gen thì tại khu vực thờ cúng còn để chứa các chất dễ cháy như đồ vàng mã, chiếu vải, đồ dùng sinh hoạt và đồ thờ, đồ trang trí bằng giấy, bằng vải. Trong khi có rất ít di tích được trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Bản thân những người thủ từ trực tiếp trông coi ở di tích chưa có hoặc có ít kiến thức về phòng cháy và chữa cháy nếu như có cháy xảy ra. Chúng tôi chưa hiểu gì về phòng cháy chữa cháy, chưa có thiết bị phòng cháy chữa cháy. Khi chúng tôi đi kiểm tra thì chúng tôi đều yêu cầu cái cấp thiết nhất đối với các cơ sở đó là phải đi lại tất cả các ống gen đối với hệ thống điện. Vấn đề thứ hai nữa là hầu hết các cơ sở đều không có bình chữa cháy. Và nếu như không có cái thiết bị chữa cháy tối thiểu cơ bản nhất như thế thì cái nguy cơ đối với cái việc mà cháy chập trong các công trình của chúng ta rất cao. Phòng chống cháy nổ tại các di tích cần được coi là việc làm quan trọng và tiến hành một cách bài bản thường xuyên bên cạnh công tác tu bổ. Về lâu dài, cần thiết lập quy chuẩn phòng cháy chữa cháy ở các di tích, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, tạo cơ sở cho các địa phương triển khai đồng bộ. Bên cạnh đó, tăng cường huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cho ban quản lý di tích và những người trực tiếp trông coi di tích.